Rồi Kubota hàng độc nghe mấy bác nha, 1902 trợ lực lái nghe mấy bác, một con Kubota 1902, hàng này hàng đặc biệt nha, chốc nay em nói những cái đặc biệt của nó, trợ lực lái nghe mấy bác, hàng độc luôn á, trợ lực lái rất là nhẹ nha. Để em làm video cho mấy bác coi. Rồi ok, rất là đẹp nha. Đây test máy trước luôn, nghe lực lắm nha. Xe nghe rất là lực nghe mấy bác nha. Xe nghe cực kỳ lực. Đây tắt máy nó đây, em tìm từ sớm giờ đây nha, một con xe 1902 con này đặc biệt là của Hàn Quốc nha mấy bác nha, đê dòng này của Korea, người ta gọi là Korea, Kubota của Hàn Quốc, trợ lực lái đặc biệt, có trợ lực lái luôn nha, giá rất là rẻ. Đấy, mấy bác coi rồi ủng hộ em con này. Màu của nó màu nguyên rin nha, chứ không phải bên em sơn nhậm lên đâu. Nguyên rin của nó màu này này, nguyên thủy nha. Màu đấy màu nguyên thủy á. Màu của Korea nó khác với màu của Japan. Giải thích cho mấy bác luôn, chứ nhiều khi mấy bác lại kêu à, xe này xe của Hàn Quốc nha. Một con xe trợ lực lái đàng hoàng. Con này cực kỳ VIP luôn á. Trợ lực lái. Rồi giá rẻ. Do của Hàn Quốc nên giá nó rẻ hơn, chứ còn về máy móc thì bao ok năm một anh. Hôm trước bên kênh em cái xưởng em thì lâu lắm rồi cũng bán một chiếc như này. Bán hai chiếc như này rồi. Bây giờ bên em nhập về được thêm chiếc nữa. Đặc biệt là có những dòng này để mấy bác biết là nó có một cái hàng lạ, thì em mới nói là hàng lạ, có thể nói là hàng lạ rất là độc luôn, hàng lạ lắm, mắt thầm nhất ở đây luôn. HL đặc biệt là nó có bộ chia nhớt này đi lung tung hết để mấy bác có thể sử dụng cho những việc công việc này nọ lung tung, nó như mới luôn nha, nên mấy bác yên tâm về chất lượng. Con xe em không hiểu tại sao mà mới hơn 200 giờ thôi người ta đã bỏ này, rất là đẹp, của Korea nha. Bác nào tín đồ của phim Hàn Quốc thì vô đây coi con này nha. Đấy. Đồ nó quấn cộng kẽm từ bên Hàn Quốc về đây luôn. Bên em chưa lấy ra luôn. Đặc biệt là xe rất là đỉnh. Rất là đẹp nha. Đặc biệt xe này chưa bung chỗ nào hết á. Khẳng định luôn, chưa bung một chỗ nào, nguyên rin. Nguyên rin của nó màu này luôn. Nói gì? Rất là đẹp. Rồi thông số lốp. Con này lốp thì rất là đẹp. 9.5/20. Đây, mấy bác coi này, vỏ Korea này. Mấy bác nha, Make in Korea nha. Đó, nhìn cho kỹ nha mấy bác nha. Coi những cái xe này gần như kiếm rất là khó. Make in Korea đó. Rồi em có điện thoại. Rồi để em nha. Điện thoại đây.
Lô. Đây nha mấy bác nha. Mấy bác coi cho kỹ nha. Lốp nó đây. Đấy, mấy em hết pin nữa rồi. Make in Korea. Mấy bác trong xưởng em chuyên coi phim Hàn Quốc nha. Phim rủ lại có điện thoại. Lô. Đây nha mấy bác nha. Làm một video mà 4-5 cục điện thoại. À, đây nha, Make in Korea nha. Đấy, mấy bác coi cho kỹ, đồ Hàn Quốc rất là chất lượng. Mấy bác coi cho kỹ những cái xe Dehan với lại những cái xe Dalim. Với những chiếc City của thời xưa mình hay đi đó. Những chiếc City nổi tiếng về độ bền, mấy bác thấy rồi đó. Thậm chí nó bền ngang ngửa với rim Thái nha. Thì đeo đồ này cũng thế, Kubota đây nó cũng thế thôi. Không khác gì nhau. Đấy. Trợ lực lái rất là đẹp, một chiếc Kubota mà rẻ nè, rẻ hơn rất là nhiều, đặc biệt có trợ lực lái. Rồi đây nha mấy bác nha. Bằng hông đây luôn, rất là đẹp. Mấy em hết pin không biết cái nhìn thấy gì không chứ. Nhưng mà con xe này rất là đẹp nha mấy bác nha. Thao về mấy bác dùng thôi. Của Hàn Quốc nha. Korea. Đây, Make in Korea đây. Cái xe này rất là đỉnh. Giá rẻ nữa. Rồi, hàng độc lạ nha. Máy hết pin rồi. Được rồi, cố gắng làm cho nhanh video này cho nó kịp. Không. Rồi, nói giá luôn. Con này báo mấy bác là 43 ngày mấy bác nha. Được alo bán cho. Thì cho mấy bác có thể thương lượng được một ít. Đó, thiệt sự. Một con trợ lực lái và 1902. Con này 19 ngựa nha. Động cơ 3 máy. Một con xe như mới này, trợ lực lái. Bên em đang ra với giá khoảng 43 triệu là bán cho mấy bác. Nếu như có thì bớt cho mấy bác tiền cà phê thuốc lá thôi. Còn nếu như bớt bữa nhậu là không bớt được đâu mấy bác nha. Rồi, thông cảm em nói trước vậy luôn. Chứ nhiều bác điện thoại đến trả tới trả lui thì em không bán đâu. Nói trước luôn á, bớt tiền cà phê thuốc lá. Rồi, cảm ơn mấy bác đã coi video.